Đấu phá thương khung phần 6 tập 142. Ở cuối tập trước, tiêu viêm đã bắt đầu quá trình tiếp nhận truyền thừa của đà xá của đế. Còn ở phía hồn thiên đế thì gần như sắp hoàn thành quá trình tấn thăng đấu đế. Chỉ là lúc này đây, hình như là hư vô thông viêm lại muốn làm phản. Trong tập này, chúng ta cùng xem tiếp những diễn biến tiếp theo nha. Đây là người bước ta. Thời khắc này, trong mắt của hư vô thông viêm phát ra hung quang cuồng bạo. Hai tay nhúng vào trong biển máu, từng đợt dao động truyền ra, nhất thời biển máu giãy động. Hạt viêm cuồn cuộn tràn ngập trong biển máu, điên cuồng hướng về phía hồn thiên đế lao tới. Ra tay đi. Trong lúc hư vô thông viêm động thủ thì đột nhiên có một tiếng quát chói tai vang lên trong không gian. Hơn 10 bóng người thoáng hiện ra, không chút chậm trễ, há mồm phun ra một đoàn hắc viêm nồng nặc. Những đạo hắc viêm này nhanh chóng ngưng tụ cùng với biển máu tạo thành một trận pháp quỷ dị lao về phía hồn thiên đế chụp xuống. Ha ha, xem ra những năm này ngươi cũng âm thầm làm không ít thủ đoạn. Những trưởng lão này thần không hay quỷ không biết đều bị ngươi khống chế. Nhìn những thân ảnh quen thuộc, hồn thiên đế có chút kinh ngạc nói. Hừ, không chỉ những trưởng lão này, trong người của 7-8 phần tộc của nhân tộc cũng đều bị ta cấy vào ấn ký huyết mạch. Hồn thiên đế, ngươi thật cho rằng ta không có chuẩn bị gì sao? Chỉ cần tâm niệm của ta vừa động, nguyên khí của hồn tộc liền nặng nề bị tổn thương. Hư vô thông viêm cười lạnh nói, ta thật không muốn vậy, nhưng vậy mà trong lòng ngươi lại có sát ý đối với ta, như vậy thì không thể trách ta tiên hạ thủ phi cường rồi. Nguyên khí bị tổn thương nặng. Hồn thiên đế lắc đầu cười, rồi đột nhiên ánh mắt của hắn trở nên u ám. Chỉ cần có ta ở đây, thì hồn tộc bệnh viện không có cái gì gọi là tổn thương nguyên khí nặng nề được. Bây giờ ngươi còn vọng tưởng muốn chống lại ta à? Rõ ràng là tự tìm đường chết. Hồn thiên đế từ trên hoa sen máu đứng dậy, ngửa mặt lên trời cười to, miệng trợn mở ra, một hấp lực mạnh mẽ bạo phát về phía hắc viêm đại trận cuốn tới. Đại trận khi trực tiếp hóa thành từng tia lửa, từng tia bị nuốt vào trong cơ thể của lão. Song song với lúc hồn thiên đế xuất thủ, một cuộc khí tức phản phất như là áp đảo cả trời đất từ trong cơ thể của lão tuôn mạnh ra, nhất thời một vùng biển máu mênh mông vô tận nổi lên sóng lớn ngập trời. Rầm rầm rầm, dưới biển máu cuồng bạo, hắn trực tiếp đem 10 trưởng lão của hồn tộc vây trong bức tường máu. Đột nhiên, từng máu co rút lại, chỉ nghe từng tiếng trầm muộn vang lên, thân hình của bọn chúng không ngờ bị đổ tung thành bọt máu, hóa tan vào trong biển máu. Những cường giả hồn tộc này, ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, liền bị hồn thiên đế một tay diệt xác. Ngươi đã thành công, cảm nhận được khí tức mênh mông cùng bao trùm cả thiên địa. Hư vô thông viêm rốt cuộc kinh hãi thất sắc kêu lên. Nửa tháng trước đã thành công, chẳng qua là chờ ngươi mà thôi. Hồn thiên đế liếm đôi môi đỏ tươi như máu, bàn tay hướng về phía của hư vô thông viêm nhẹ nhàng quơ một trảo. Để ăn bận ta trở thành đấu đế cường giả đầu tiên trong vạn năm qua, đưa bản nguyên chi hỏa của ngươi giao cho ta. Hồn thiên đế, tính mạng của những tộc nhân kia đều nằm trong nhất niệm của ta. Ngươi nếu dám can đảm xuất thủ, đừng trách ta lòng dạ độc ác. Hư vô thông viêm quát lên. Nghe vậy, bàn tay của hồn thiên đế có chút chậm lại, quay đầu, cổ quái nhìn hư vô thông viêm nói. Ngươi theo ta đã bao lâu, chẳng lẽ còn không biết tính cách của ta sao? Hư vô thông viêm cảm thấy ấn lạnh. Người này đây chỉ là vì đạt tới mục đích của chính mình mà có thể trả bất kỳ giá nào, kể cả là hồn tộc. Lại đây. Xong, trong lúc hư vô thông viêm đã nghĩ thông suốt và mang ý định chạy trốn, thì thức giác hoảng sợ phát hiện ra thân thể của mình đã hoàn toàn mất đi năng lực di động. Hồn thiên đế mỉm cười, đưa tay nhắm về phía hư vô thông viêm nắm lại, chỉ thấy thân thể của người sau nổ tung đầy trời hóa thành hắc viêm, sau đó điên cuồng chạy trốn khắp nơi. Hồn thiên đế liếc nhìn những hắc viêm đang chạy trốn kia cũng liền hé miệng, tức thì hấp lực dữ dội tung ra và đám hắc viêm kia lập tức bay ngược trở lại, rồi cuối cùng thì toàn bộ trôi tọt vào trong miệng của hắn. Với lực lượng hiện tại của ngươi thì đối với ta mà nói không khác gì là một con kiến. Không cần tốn nhiều hơi sức, hồn thiên đế nuốt lấy hư vô thông viêm vào trong cơ thể rồi đưa mu bàn tay lên chùi khóe miệng, đôi môi màu đỏ tươi của hắn lộ ra vẻ tà quái. Bây giờ cũng là lúc ta nên đi giải quyết cả đám người đáng ghét kia rồi. Hồn thiên đế đưa mắt nhìn về hướng Trung Châu đại địa, một nụ cười chợt hiện lên trên khuôn mặt của hắn. Trong lúc đó, một đạo thanh âm chứa đựng mùi máu tươi chậm rãi vang lên. Hãy nhớ cho kỹ, hôm nay chính là lúc hồn thiên đế ta phong đế. Hồn thiên đế, lão thành công rồi. Tại tổng bộ liên minh, hoảng sợ ngẩng đầu lên nhìn quân bay dày đặc màu máu bên ngoài phòng phòng ngự. Ở tại đó, lần đầu tiên họ cảm giác được một thứ mà khiến ngay cả linh hồn của họ cũng phải run sợ. Khí tức loại này chỉ ở cường giả đấu đế mới có thể có được, mà trong huyết vân, người duy nhất có thể trở thành đấu đế không cần nói cũng biết, tự nhiên là hồn thiên đế. Hôm nay chính là lúc hồn thiên đế ta phong đế. Mà trong lúc Cổ Nguyên và Chu Khôn sắc mặt liên tục thay đổi thì một giọng nói mang theo vô cùng vô tận mùi máu tanh bất chợt từ trên cao vọng xuống, vang vọng đến từng góc cách của Trung Châu. Hồn thiên đế nghe được giọng nói lúc này được ví như là ác ma đó, xung quanh tổng bộ liên minh nhất thời náo loạn, ai nấy cũng đứng bật dậy, mặt lộ vẻ sợ hãi nhìn lên không trung. Hơn nửa năm ở đây, liên quân hiển nhiên đã trải qua không ít lần tập luyện, để hôm nay hành động đã có dáng dấp của đại quân khác hẳn trước kia, thêm phần ăn ý và cũng gân tụ nhiều hơn. Nhìn đại quân đông nghịt đang lơ lửng trên không, đám đông đang rối loạn cũng thoáng an tĩnh một ít, xem ra tác động của liên quân cũng đã làm cho bọn họ có cảm giác chút gì đó an toàn. Tuy vẫn hiểu rõ chút an lòng này đã hết sức mong manh, đám người Cổ Nguyên và Chu Khôn đồng loạt xuất hiện phía trước đại quân, gượng đầu nghiêng mặt nhìn lên quần mây màu máu dày đặc sau vòng phòng ngự, mùi máu tươi trong thiên địa có vẻ càng lúc càng nồng nặc. Khí tức nọ đích thật là của hồn thiên đế. Cổ Nguyên hít sâu một hơi, trong lòng nặng nề áp lực và phiền muộn bất an, vung tay trầm giọng: Đại quân chuẩn bị. Nghe vậy, liên quân đông nghịt nhất thời thét vang, thành thế kỳ thực cũng không kém. Lúc này nếu còn ngăn trở không được, sợ rằng đại lục đấu khí sẽ bị hồn thiên đế nằm trong tay. Đến lúc đó sinh linh đồ thắng là lẽ dĩ nhiên. Viêm Tẩn vẻ mặt nghiêm trọng, nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, để có lẽ là một hồi chiến đấu cuối cùng của bọn lão. Đám Cổ Nguyên yên lặng gật đầu. Hồn thiên đế mang theo cái oai đấu đế mà đến, lấy sức một người kháng lại cả liên quân. Cuộc chiến giằng co đã rất lâu này, hôm nay có thể sẽ là phải hạ màn nhanh chóng. Tiêu Viêm có tin tức gì không? Lôi Doanh hỏi.
Vẫn chưa có, Cổ Nguyên chậm rãi lắc đầu. Chuyện thư của cổ đế đâu phải là trò đùa, cần phải có thời gian, không ít thời gian. Nhưng chúng ta lại không có nhiều thời gian như vậy, Lôi Doanh cười khổ. Cổ Nguyên lặng lẽ nói, cũng không phải ta không muốn thông tri cho hắn. Các ngươi cần biết, Tiêu Viêm là hy vọng duy nhất của chúng ta. Chỉ khi hắn thuận lợi trở thành đấu đế thì mới có hy vọng đối đầu được với Hồn Thiên Đế. Nói cách khác, nếu chúng ta sớm kêu gọi hắn ra cũng chỉ vô dụng mà thôi. Và kết quả là chôn vùi hy vọng một cách vô ích. Đám người Viêm Tận than dài gừ gừ. Bọn họ cũng minh bạch lời Cổ Nguyên chính là sự thật. Những tộc nhân trẻ tuổi của ba tộc chúng ta cũng đã được kinh đáo đưa đi, chỉ ít cũng là bảo tồn phần nào huyết mạch. Nên dù chúng ta có thất bại, cũng mong cho Tiêu Viêm có thể thành công. Huyết mạch ba tộc chúng ta vẫn có thể kéo dài. Cổ Nguyên trầm giọng. Cho nên, trăm triệu lần không thể gọi Tiêu Viêm trước khi hắn thành công đi ra. Người nói không sai, toàn bộ cứ theo ý của người đi. Lôi tộc ta cũng không phải dòng ham sống sợ chết. Coi như Hồn Thiên Đế có thực sự trở thành đầu đế, thì bọn ta vẫn dám đánh cùng với lão một trận. Lôi Doanh nghiến răng, trong lòng hoàn toàn thông suốt, ôn quyền nói. Cổ Nguyên mỉm cười, lòng dần bình tĩnh lại. Lão ngẩng đầu nhìn quần mây máu, đó cũng là nơi sắp sửa đầy liên quân sinh tử tồn vong. Khi đại quân đang nghiêm cẩn chờ đợi, quần mây màu máu bao phủ đất trời vẫn không có chút nào tỏ ra sắp tiêu tán, cứ lặng lẽ nặng nề trôi nổi trong không trung. Bất quá loại yên lặng này cũng không khiến cho người ta cảm thấy nhẹ nhàng chút nào, bởi dẫu là ai cũng đều nhận thấy rằng gió mưa giông tố cũng đang sắp sửa nổi lên. Sự tĩnh mịch đầy áp lực kéo dài chừng một giờ thì quần mây màu máu bao trùm cả Trung Châu hơn nửa năm nay rốt cuộc cũng rùng rùng chuyển động. Dưới vô số ánh mắt chăm chú quan sát, đám mây máu tràn ngập bầu trời cũng chậm rãi hé mở. Liền nghe đó là một tiếng rít vuốt óc vang lên, dày đặc bóng người từ trong huyết vân tụ ra đầy trời, lơ lửng bên ngoài phòng phòng ngự. Kẻ nào kẻ nấy cũng đều nhìn chằm chằm vào đoàn người đông nghịt bên dưới. Hồn tộc rốt cuộc tới rồi. Nhìn đại quân kéo đến ngập trời ngập đất, không ít người sắc mặt cũng tái nhợt đi. Tuy sớm đã liệu đến cảnh tượng này, nhưng khi đối diện sự thật, trong lòng của họ vẫn không tránh khỏi khủng hoảng và tuyệt vọng đến cùng cực. Đại quân Hồn tộc lơ lửng trên bầu trời, vẫn chưa có bất kỳ lời nào truyền ra, cứ lặng lặng như là một đám sói hoang hung dữ nhìn chần chừ vào vô số cừu non bên trong lòng phòng ngự. Từ trong đại quân Hồn tộc đột nhiên chừa ra lối đi, một làn màu máu nhạt từ xa kéo lại gần, cuối cùng hóa thành một đóa hoa sen tanh tưởi mùi máu, trôi nổi phía trước đại quân Hồn tộc. Hoa sen màu máu treo trên bầu trời, nơi đó có một người tóc đỏ như huyết hùng tung bay rối loạn đang ngồi lặng im. Theo sự xuất hiện của y, mùi máu tươi đang tràn ngập cả đất trời càng trở nên nồng đậm hơn bao giờ hết. Cuối cùng trong không khí không ngừng chuyển động mà ngưng tụ thành những giọt máu tươi dày đặc khắp cả không gian, rồi như là mưa xối xả từ trên trời tuôn xuống. Mưa máu vừa rơi, sầm sập va vào lớp màn bảo vệ. Cảnh tượng đồ sộ như vậy đã khiến cho không ít kẻ tâm hàn ý lạnh. Hồn Thiên Đế, Cổ Nguyên nhìn chậm chậm vào bóng người đang ngồi trong đá xanh máu, hai tay không nhịn được siết chặt lại, khí tức của người nọ thật quá đáng sợ. Cổ Nguyên, người thua rồi. Hồn Thiên Đế ngồi trên hoa sen máu, sau lưng của lão là tơ máu trùng trùng, theo gió nhẹ nhàng phất phơ, đôi mắt đỏ tươi nhìn thẳng vào đám Cổ Nguyên chậm rãi nói, ánh mắt của Cổ Nguyên cũng hơi xe lại quát lớn. Hồn Thiên Đế, những chủng tộc viễn cổ đã có ước định bất thành văn, đại chiến không thương hại đến thường nhân, ngươi làm như vậy, ác sẽ bị trời phạt. Buồn cười, Hồn Thiên Đế khẽ khẽ nhếch miệng, rồi chợt động thân đứng thẳng dậy trên hoa sen màu máu nhìn xuống, như là chúa tể nhìn chúng sinh trong thiên địa. Đất trời này là ta độc tôn, còn ai có thể khiển trách ta? Quy tắc là do kẻ mạnh nắm giữ. Từ nay về sau, đại lục đấu khí này chính là của hồn tộc ta. Thanh âm ẩn chứa mùi máu tanh vô tận quanh quẩn trong thiên địa, khiến cho vô số người cùng sắc mặt đã trắng bệch đi. Với thủ đoạn của hồn tộc, nếu nắm đại lục đấu khí trong tay, thì cuộc sống sinh linh của bá tánh sau này sợ rằng sẽ chìm trong vô tận lo lắng hải hồn. Trận chiến này, ta là người chiến thắng sau cùng. Tiềm máu trong mắt của Hồn Thiên Đế bắt đầu chuyển động, rồi đột nhiên tay của lão lộ ra, chụp thẳng xuống phòng phòng ngự đang che chở vô số người ở bên dưới. Cổ Nguyên, cậu đấu thủ của ta ngày xưa, hôm nay ta sẽ cho người thấy cái gì mới là lực lượng của đấu đế. Thanh âm vừa dứt, mưa máu đang bay đầy trời đột nhiên ngưng tụ lại thành những sợi tơ cực nhỏ như là tia chớp xẹt ngang bầu trời. Tiềm máu lướt qua không trung, khiến cho bầu trời bị xé nhỏ thành những sợi tơ đen kịt, không gian nơi ấy như là bị cào nát. Cùng lúc đó, lòng phòng ngự do liên minh các cường giả cùng nhau xây dựng dưới ánh mắt của chúng nhân vô thành vô tức vỡ toang. Nhìn sự che chở cuối cùng biến mất, ai nấy cũng đều ngẩn người, mặc kệ cho từng giọt mưa máu rơi đầy thân thể. Mùi máu tới nồng sặc khiến cho bọn họ dường cảm thấy tử vong đang đuổi sát thân rồi. Vỏn vẹn chỉ là một chiêu tùy ý mà tấm màn phòng ngự do Cổ Nguyên, Trúc Khôn và vô số cường giả khác liên thủ tạo thành nhẹ nhàng tan vỡ như không. Nhìn màn phòng ngự biến mất, sắc mặt của đám người Cổ Nguyên cũng âm trầm tới cực điểm. Lực lượng của Hồn Thiên Đế bây giờ đã khiến cho ngay những kẻ như bọn họ cũng phải cảm thấy run rẩy. Kết trận, Cổ Nguyên sầm mặt, thân hình treo trên bầu trời chợt dựng thẳng lên, rồi đột nhiên quát lớn, cho dù là không đánh lại cũng phải đánh. Nghe được tiếng hét của Cổ Nguyên, liên quân đông nghẹt bên dưới cũng đồng thời gầm lên, tiếng gầm rung trời chuyển đất, đấu khí trong người của họ cũng cuồn cuộn xông ra, thành thế khiến ngay cả huyết vân đang bao phủ khắp cả đất trời cũng phải dừng lui đôi ba phần. Gương cổ đế, Cổ Nguyên lơ lửng trong biển đấu khí, thủ ấn không ngừng biến ảo, đấu khí ngưng tụ rồi hóa thành một chiếc gương cổ lão bằng năng lượng to cả mấy vạn trượng. Ngưng tụ nhiều như thế đấu khí của cường giả từ trong chiếc gương cổ nhất thời tạo cho người khác cảm giác hủy diệt đầy kinh hãi trong lòng. Đám người Cổ Nguyên cũng đều phải hiểu rõ lực lượng của Hồn Thiên Đế lúc này, bởi vậy vừa ra tay đã thi triển thế công cực mạnh, gương tụ tập hợp lực lượng của rất nhiều cường giả, rồi dùng trận pháp để thi triển ra công kích kinh khủng như thế. Chiếc gương năng lượng vừa xuất hiện, thì Cổ Nguyên cũng phun ra một ngụm máu, máu nhập vào trong ánh sáng của chiếc gương, biến cho bề ngoài của nó rực rỡ lên những vầng sáng như là hình quang. Cổ Nguyên nghi mặt, hai tay biến ảo, cuối cùng chỉ thấy chiếc gương ánh sáng rung lên
lên kịch liệt. Một cột sáng khổng lồ chừng vài vạn trượng từ trên mặt gương lao vụt ra, nơi luồng sáng lướt qua, không khí cũng bị đánh tan thành chân không. Cột sáng như xuyên suốt nước trời, toàn bộ Trung Châu dập dềnh trong những làn sóng khí cực lớn mà ngay cả mắt thường cũng nhìn thấy được. Lòng dạ ai nấy cũng đều thầm mong, thế công cường đại như vậy, hẳn là Hồn Thiên Đế sẽ rất khó mà chống đỡ. Dưới ánh mắt chăm chú của vô số người, Hồn Thiên Đế vẫn hờ hững đứng ở đó cười trên đá xen máu, đôi mắt đỏ ông nhìn thẳng vào cột sáng khổng lồ đang lao tới rồi chợt vươn tay ra, khẽ khẽ điểm nhẹ. Phá, một chữ nhẹ nhàng mà như là rồng ngâm hổ hóng lao thẳng vào cột sáng, khiến cho nó khi chỉ còn cách Hồn Thiên Đế vẹn vẹn một trượng đã dừng sững lại một cách đột ngột, mà ngón tay của lão cũng phi phiêu chạm nhẹ vào cột sáng. Ngón tay đâm xuống không có nửa điểm năng lượng chấn động, thế nhưng cột sáng năng lượng tưởng chừng kinh khủng không gì sánh được kia chỉ nổ bụp một tiếng nhẹ nhàng rồi tan biến thành vô số điểm sáng li ti, rơi lả tả dưới từng ánh mắt ngây ngốc của đám người bên dưới. Cổ Nguyên, trận chiến này ta là người chiến thắng cuối cùng. Hồn Thiên Đế từ trên cao nhìn xuống, nhìn thẳng vào vẻ mặt nhăn nhúm khó coi của Cổ Nguyên, mỉm cười rồi chậm rãi nói. Mưa máu ùn ùn đổ xuống khắp trời, cả thế gian phảng phất như là chìm trong một màu đỏ hầm uất hận. Đây là lực lượng của cường giả đấu đế sao? Nhìn thế công kinh khủng như vậy, lại bị Hồn Thiên Đế đánh tan một cách đơn giản, dù là đám người Cổ Nguyên thì trong lòng cũng đổi lên một cảm giác bất lực đến cùng cực. Thảo nào đẳng cấp như vậy quá khó để đạt đến, nguyên lai chênh lệch của song vương căn bản là như trời với bể vậy. Bằng vào chút lực lượng này của ngươi cũng vọng tưởng làm kẻ cứu thế sao? Cặp mắt đỏ rực của Hồn Thiên Đế nhìn chằm chằm vào Cổ Nguyên, trong ngữ khí đã có chút trào phúng nhàn nhạt. Chợt lão vung tay lên, một đạo ánh sáng đỏ như là máu từ trong lòng bàn tay của lão vụt ra, sau đó là mọi người lập tức nhìn thấy nguyên cả một dãy núi với hàng vạn cường giả đang ở đó liền biến mất trong hư vô, không một kẻ nào có thể chạy trốn hay là phản kháng. Nhìn thấy thủ đoạn tàn ác như vậy của Hồn Thiên Đế, vẻ mặt anh ấy cũng một lần nữa kịch biến. Thứ này gọi là liên quân sao? Xem ra chẳng chịu nổi một đòn. Cổ Nguyên, trước đây ta đã cho ngươi một cơ hội, đáng tiếc ngươi lại không chịu nắm lấy. Còn ngươi, màu máu của Hồn Thiên Đế chậm chậm nhìn vào Cổ Nguyên, lão chậm rãi nói. Tất cả đều đã kết thúc rồi. Hồn Thiên Đế thưởng thức từng khuôn mặt tràn ngập sợ hãi cùng với tuyệt vọng, trong lòng chợt cảm thấy buồn rầu và lừa nhát. Trước đây những kẻ này còn khiến cho lão vướng víu chân tay, hiện tại trong mắt đã chẳng còn ai có thể khiến cho lão cũng phải bận tâm để ý nữa. Cường giả đấu đế giống như là thần linh trong trời đất, còn người trong mắt của lão cũng không khác gì là loài kiến hôi. Nói xong, Hồn Thiên Đế từ từ nâng ngón tay chỉ về phía của Cổ Nguyên, nhất thời cả đất trời dập dờn như là sóng, khí máu tanh vô tận lan ra rồi nhanh chóng ngưng tụ lại đầu ngón tay của lão. Một đạo ánh sáng màu máu hình thành bắn thẳng về phía của Cổ Nguyên. Nhìn thấy Hồn Thiên Đế ra tay, Cổ Nguyên trong lòng cả kinh, đấu khí trong thân thể cuồn cuộn di chuyển. Nhưng ngay khi lão cũng đang định điều động năng lượng trong đất trời để phòng ngự thì đột nhiên Hồn Thiên Đế cả cười, lại điểm ngón tay ra nhẹ nhàng nói. Cấm, theo âm thanh vang lên, Cổ Nguyên lập tức kinh hoàng phát hiện, không ngờ mình đã mất đi liên hệ với năng lượng trong đất trời từ lúc nào. Biến cố như vậy đã khiến cho vẻ mặt của Cổ Nguyên lộ ra nét hoảng sợ. Cường giả đấu thánh sở dĩ cường đại không chỉ bởi đấu khí của họ hùng hồn, mà chủ yếu là vì họ có điều khiển dẫn động được năng lượng trong trời đất để tấn công hoặc là phòng thủ. Vậy mà bây giờ Hồn Thiên Đế nhẹ nhàng nói một chữ đã khiến cho năng lực này không thể sử dụng, như vậy có khác gì từ bây giờ đã chặt đứt một cánh tay của Cổ Nguyên. Cổ Đế, toái ní chỉ. Biến cố đột ngột đó đã khiến cho mọi người tâm sinh hoảng loạn. Bất quá Cổ Nguyên dầu gì cũng là người có kinh nghiệm sâu dày, nhận thấy không thể điều động được năng lượng trời đất nữa, lão liền mạnh mẽ vận chuyển đấu khí trong cơ thể đến cùng cực, rồi quát khẽ một tiếng, đấu khí mênh mông như là trời bể ngưng tụ thành một ngón tay cực lớn, thân của ngón tay đầy những hoa văn kỳ lạ, sau đó hung hăng đâm vào một cột sáng đỏ như là màu máu kia. Luồng sáng đỏ máu ầm ầm chạm vào ngón tay cực lớn trên không trung, bùng phát ra những âm thanh kịch liệt. Sau đó ngón tay to lớn nọ cứ thế mà tan biến, còn thanh thế của luồng sáng đỏ thì vẫn y như cũ không chút suy giảm, nhanh như chớp phóng thẳng vào màn đấu khí phòng ngự hùng hậu phía trước người của Cổ Nguyên. Phụt, hai người vừa va chạm, lớp phòng ngự bằng đấu khí nhìn có vẻ rất kiên cố kia lại thế vỡ nát với một tốc độ cực nhanh. Cuối cùng trong nháy mắt hung hãn đánh vào thân thể của Cổ Nguyên, một ngụm máu màu hồng lập tức phun trào. Cổ Nguyên lảo đảo té lui, may nhờ chút khôn đằng sau ra tay giúp đỡ, lão mới có thể đứng vững vàng được. Đấu đế là nắm giữ trời đất, ở trước mặt ta còn muốn điều động năng lượng thiên địa sao? Ý nghĩ đó của ngươi cũng thật là quá kỳ lạ đó. Hồn Thiên Đế nhếch mép cười nhạt, bàn tay đột nhiên đưa lên, nhắm thẳng lên đám mây máu dày đặc trên bầu trời rồi khẽ nhắm lại. Đám mây màu máu cuộn lên, đột ngột tiếng sấm nổ vang, một tia sét màu máu bỗng nhiên từ trên trời phóng xuống, phá tung hư không, hung hăng đánh về phía liên quân. Mau kết trận phòng thủ. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Cổ Nguyên quệt vội máu trên khóe miệng rồi quát lớn, nếu mà kệ cho luồng sét kia đánh xuống, liên quân tất sẽ tử thương trầm trọng. Nghe tiếng quát của Cổ Nguyên, liên quân vội trấn định tinh thần, đấu khí mênh mông như là biển nhanh chóng ngưng tụ trên không, tạo thành một con rồng lửa cực lớn rồi vụt lao tới, đâm sầm vào lôi điện màu máu nọ. Ầm ầm, hai đạo ánh sáng như là hai con quái vật lao thẳng vào nhau, cường quang chói mắt hầu như chiếu sáng khắp cả mọi ngóc ngách của Trung Châu. Có điều không được bao lâu thì tia sét máu kia cũng đã đánh cho con rồng đấu khí nọ cũng tan thành sơ xác. Cự Long tán loạn, trong liên quân không ít kẻ mặt tái nhợt, không hẹn mà đồng loạt học máu, hiển nhiên cũng đều bị phản chấn mà trọng thương. Lấy sức một người đơn độc đánh bật toàn bộ cường giả của liên quân, thực lực của cường giả đấu đế không ngờ lại kinh khủng tới mức độ đó. Chứ sức mạnh tuyệt đối như vậy, số lượng chỉ là thứ gì đó quá mong manh không đáng kể. Cổ Nguyên và Chu Khôn cũng liếc sang nhau, cũng thấy vẻ hoảng sợ trong đôi mắt của đối phương. Tuy rằng sớm đoán được lực lượng của đấu khí sẽ khủng khiếp tới cực độ, nhưng đối diện với hiện thực, bọn họ vẫn không thể nào tin nổi. Một cường giả như thế hợp lực lại vẫn không bằng được một Hồn Thiên Đế. Đấu đế thật đáng sợ, da mặt của Viêm Tận co rúm, dưới lực lượng như thế, bọn họ căn bản không thể chiến thắng. Mặc kệ thế nào, đều phải cố gắng kéo dài thêm thời gian cho đến khi Tiêu Viêm thuận lợi xuất quan, chúng ta mới có thể nghịch chuyển được cục diện.
Cô Nguyên nghiêm răng, như vậy đám người Viêm Tận chỉ đành cười khổ, không phải bọn họ không muốn kéo dài thời gian, mà dưới lực lượng tuyệt đối của Hồn Thiên Đế, bất luận hành động gì của bọn họ cũng đều là những cử chỉ vô dụng. Chỉ cần thêm chút thời gian nữa thôi, ta có thể cảm giác được lòng ấn trong cơ thể của Tiêu Viêm càng lúc càng mờ nhạt. Loại oai lực này tuyệt đối không thể có trên người của những đấu thánh bình thường. Tự nhiên đứng một bên đột nhiên kích động mở miệng, nàng ta và lòng ấn trong cơ thể của Tiêu Viêm vốn có liên hệ, tuy không cách nào nhờ đó mà biết được tình trạng cụ thể của hắn, nhưng sự rung chuyển kịch liệt từ trong lòng ấn cũng giúp cho nàng phán đoán ra không ít. Nghe nàng ta nói như vậy, đám người của Nguyên cũng đều chấn động. Nguyên ánh mắt đã vài phần ảm đạm, chợt hiện lên một nét sợ hãi lẫn vui mừng. Có lẽ đây chính là tin tức đáng mừng duy nhất mà trong suốt thời gian qua bọn họ mới có thể có được. Đã như vậy, dù có nói gì thì hôm nay cũng phải ngăn lão lại cho bằng được. Chúc Hôn ngẩng đầu nhìn lên đóa sen màu máu trên bầu trời, nơi Hồn Thiên Đế tà dị đang lơ lửng, trong mắt thoáng hiện lên một vẻ hung tàn. Cổ Nguyên, ngươi mau tập hợp chứng chỉnh liên quân, ta sẽ cầm cự với lão một lúc. Chúc Hôn nói xong, không để cho đám Cổ Nguyên có cơ hội lên tiếng, đã chuyển thân vọt lên trời. Ngay sau đó, toàn thân của lão xoay tròn, một con rồng khổng lồ làm cho người khác cũng phải liễu lưỡi đột ngột xuất hiện trên cao. Uy thế của rồng tràn ra mênh mông như biển, miễn cưỡng làm nhạt đi một ít mùi vị của máu tanh. Thái Cổ Hư Long, Hồn Thiên Đế nhìn con rồng lớn bay lên, trong mắt hiện ra một chút hứng thú. Ta đặt đến đấu đế cũng thiếu một con thú cưỡi, nếu ngươi hàng phục ta, ta có thể che chở cho cả tộc Thái Cổ Long của ngươi đó, ngươi thấy thế nào? Nghe Hồn Thiên Đế nói xong, Trúc Hôn vẫn không trả lời mà há miệng rồng phun ra một chùm tia sáng màu tía ẩn chứa lực lượng hủy diệt, hung hăng bắn thẳng về phía lão. Ngoan cố khó dậy rồi. Thấy vậy, Hồn Thiên Đế cũng chỉ khẽ lay động tay áo, chùm tia sáng đáng sợ nọ lập tức nổ tung thành từng điểm li ti. Còn thân hình của lão cũng hơi nhón lên, đã thấy xuất hiện trước người của con rồng, bàn chân giẫm xuống, tức thì một mảng vảy rồng màu tím toát ra, máu rồng như là thác phun mạnh lên trời. Đầu đớn quá mức đã khiến cho Trúc Hôn rung lên kịch liệt, thân rồng khổng lồ quằn quại giống gió giữa bầu trời, mỗi lần vung vẫy là mỗi lần hư không bị nghiền nát. Con ngươi đỏ âu của Hồn Thiên Đế vẫn tỏ ra hờ hững, lão một lần nữa giẫm chân xuống, thân thể cả vạn trượng của con rồng không ngờ cứ thế mà bị đạp văng xuống từ trên cao, đập thẳng vào một dãy núi, biến nó thành một cái khe sâu nhìn không thấu đáy. Ngay cả Trúc Hôn cũng bị Hồn Thiên Đế đánh bại một cách dễ dàng, trong mắt của không ít kẻ bên phía liên quân cũng đã ngập tràn một màn u ám. Đánh đấm gì chả thú vị chút nào. Hồn Thiên Đế lại chuyển thân quay về đài sen, lão liếc mắt nhìn những khuôn mặt đang bàng hoàng bên dưới, chậm rãi lắc đầu. Đóa sen màu máu từ từ đưa lão bay lên từ cao. Tất cả kết thúc được rồi, cái tên Trung Châu kia ta không thích, cho nên mảnh đất này hay là hủy đi vậy. Hồn Thiên Đế lười nhác nâng tay phải lên, nhắm vào đám mây màu máu đang bao trùm cả Trung Châu, trên khóe miệng từ từ hiện lên một nét dữ tợn và lạnh lùng, rồi lão đột ngột vung tay. Theo bàn tay của lão vỗ xuống, biển mây màu máu điên cuồng xoáy động khiến cho người da đầu cũng tê dại. Năng lượng từ trong đám mây nhanh chóng ngưng tụ tạo thành vô số tia sét đỏ rực màu máu. Ầm ầm ầm, những tia sét mang đầy lực lượng hủy diệt vừa xuất hiện đã bủa tràn ngập khắp cả đất trời, ầm ầm đánh xuống Trung Châu. Ngay lập tức, khắp cả Trung Châu chấn động kịch liệt, mặt đất nứt ra toang hoác, nơi nào sét máu đánh xuống thì người ở đó dẫu có nấp sau dưới đất cũng bị chấn động ép cho nổ tung. Xung quanh liên minh đã không còn lớp màng phòng ngự che chở, dưới trăm nghìn vạn triệu tia sét phóng xuống, người thân thể cũng đều bị đánh nát bét, máu bắn tung tóe tận trời, kẻ điên cuồng tìm nơi chạy trốn, cảnh tượng không khác gì là ngày tận thế. Khốn nạn, Cổ Nguyên nhìn cảnh tượng đó mà cặp mắt như là muốn nứt ra. Trong liên quân có không ít cường giả, thế nhưng không có kẻ ngoại lệ. Một khi bị tia sét màu đánh trúng, thân thể lập tức cũng nổ tung thành một đám sương đẫm máu. Nhìn Trung Châu gần như thành bể máu, sắc máu trong mắt của Hồn Thiên Đế càng ngày càng nồng đậm. Lão đứng giữa vô tận sấm sét trên bầu trời, gương mặt cười to, tựa hồ như là ác quỷ Atula từ địa ngục A Tỳ bước ra như thế. Đại quân mau quay lại hợp sức phòng ngự. Cổ Nguyên thét vang, dưới những tia sét đỏ rực không ngừng phóng xuống, liên quân tử thương thảm trọng, không biết bao nhiêu cường giả đã vùi thân trong đó. Lúc này bọn họ chỉ có thể cố gắng co gục lại, kiên cường tận sức mà chống cự. Tự nhiên và các cô gái nhìn biển máu ngập trời mà hàm răng nhìn không được cũng phải nghiến chặt vào nhau. Cục diện tới mức này, dù là các nàng cũng không thể không tuyệt vọng. Thả Lân ôm Tiêu Tiêu úp mặt vào lòng, không muốn để cho nó nhìn thấy cảnh tàn sát tanh máu như vậy. Mẹ, cha không gặp chuyện gì chứ? Tiêu Tiêu úp gương mặt bé nhỏ vào vai của Thả Lân, thân thể bé bỏng rung lên từng chập. Tiêu Tiêu ngoan, cha nhất định sẽ xuất hiện, cha còn phải bảo vệ Tiêu Tiêu nữa mà. Thả Lân vỗ về sau lưng của Tiêu Tiêu thủ thỉ. Nhưng nàng vừa dứt lời thì bỗng nhiên cảm giác được trong cơ thể của Tiêu Tiêu đột ngột bộc phát ra một luồng lực lượng vô cùng kinh khủng. Loại lực lượng đó hầu như trong một thời gian ngắn đã vượt hẳn nàng. Ngay lúc khí tức của Tiêu Tiêu đột nhiên bành trướng thì thân thể của Tiêu Chiến, Tiêu Định, Tiêu Lệ bên cạnh cũng bất ngờ cao vụt lên một tấc. Khí tức của bọn họ cũng bỗng chốc tăng nhanh một cách điên cuồng. Là lực lượng của huyết mạch. Huyết mạch của đấu đế trong cơ thể của bọn họ đã được kích hoạt rồi. Cố Nguyên nhìn cảnh tượng đó mà cả kinh, rồi vẻ mặt cũng chợt hiện lên một nét vui mừng cực độ. Sau đó lão cũng bỗng ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy trong không gian lửa đỏ từ đâu bốc lên ngập trời. Ngọn lửa chậm rãi lớn dần rồi hóa thành một cái lồng lửa khổng lồ, bao trùm cả 10 vạn dặm liên minh ở Phủ Thiên Loan. Ầm ầm, từng tia sét đỏ âu hung hăng giáng xuống màn lửa kia, nhưng không giống như lúc trước dễ dàng phá tan tất cả nữa, mà ngược lại, bị ngọn lửa kia đốt thành hư vô. Lửa bốc cuồn cuộn khắp trời, cuối cùng ngưng tụ tạo thành một quần lửa, bên trong nó ẩn hiện một bóng người. Nhìn thân hình bên trong quần lửa đó, kể cả đám người Cổ Nguyên cũng không giấu được vẻ vui mừng đến điên cuồng, vẻ vui mừng của kẻ sau cơn đại nạn mà không chết. Tiêu Viêm, chúng ta đã cố gắng đến cùng rồi, giờ tất cả trông cậy vào người đó. Lửa bùng lên rực rỡ, nhuốm đỏ cả trời mây, lan tràn khắp cả bốn phương tám hướng trên không, sức nóng cực kỳ đáng sợ thiêu đốt đất trời, khiến cho biển máu mênh mông kia cũng phải bốc hơi ngay tức khắc. Minh chủ, là Minh chủ Tiêu Viêm, Minh chủ xuất quan, chúng ta đã được cứu rồi. Minh chủ muôn năm,
thình lình xuất hiện ngọn lửa che chắn tai nạn, khiến cho những người đang cuống cuồng trốn chạy cũng dừng hẳn lại. Từng ánh mắt ngước lên không, nhìn sững vào dáng hình quen thuộc ẩn trong ngọn lửa rực rỡ nọ. Ngay tức khắc, trên khuôn mặt của ai nấy cũng đều hiện lên một vẻ kích động và mừng rỡ như điên dại. Vô số tiếng hô hoán kêu gọi vang dội khắp cả đất trời, không ít kẻ trong đó còn phấn khích đến mức quỳ hẳn xuống bái lại. Hy vọng đến từ sau tuyệt vọng cùng cực cũng đã khiến cho bọn họ vừa vẫn giữ nét kinh hoàng, vừa ràng rùa lệ mận sung sướng khắp cả trên mặt. Trải qua từng tầng lớp lớp chiến binh, địa vị của tiêu viêm trong lòng của liên minh hiển nhiên đã không ai có thể so sánh. Nếu chỉ nói về tuổi tác, dĩ nhiên hắn còn quá trẻ, nhưng tất cả cũng đều biết người mà đôi vai nhìn có vẻ gầy gò kia lại chính là kẻ gánh vác trọng trách của cả liên minh. Với rất nhiều thành viên của liên minh, bóng người nọ là vĩnh viễn không thể thất bại. Trong tâm tư của bọn họ, tiêu viêm gần như là một loại tôn giáo để cùng nhiệt tôn sùng. Loại cuồng nhiệt này trong cơn tuyệt vọng được tái sinh giống như là một loại bệnh độc lan truyền tới tốc độ kinh hồn, cho nên không chỉ có liên minh thiên phủ mà hầu như trên khuôn mặt của tất cả mọi người cũng đều hiện lên một vẻ kích động. Đối mặt với tuyệt vọng, bọn họ cần lắm một cọc trụ để mà bám vào, để mà bấu víu ỷ lại. Trên bầu trời, màn lửa lan tràn càng lúc càng rộng, bao phủ hàng ngàn vạn sinh linh. Đồng thời khi màn lửa đang khuếch tán thì bóng cười bên trong ngọn lửa cũng rực rỡ nọ cũng càng lúc càng rõ ràng. Trong lát sau khi ánh lửa yếu đi, một thân người vẫn y màu phục đen mới rõ ràng hiện ra giữa thinh không. Đúng là tiêu viêm rồi. Tại tổng bộ liên minh cách đó không xa, có một đoàn người đông đúc đang tụ lại, xem bộ dáng hẳn là cũng thuộc về một thế lực. Trong đám người đó, có một nam tử cường tráng đang ngẩng đầu nhìn bóng người ẩn sau ngọn lửa hừng hực trên không, giọng nói không giấu được vẻ phấn khích cực độ. Liễu Kình đại ca, đúng là y sao? Sau lưng của thanh niên nọ, một nữ tử xinh đẹp nhìn không được thốt lên. Ai cũng không thể nghĩ đoán chỉ trong 10 năm ngắn ngủi, một học viên khóa dưới của học viện Già Nam là có thể đạt tới trình độ đỉnh cao cỡ này trên đại lục. Ha ha, Liễu Phỉ, tuyệt đối không xa đâu, hắn thực sự là kẻ kinh khủng. Nhớ trước kia ở học viện, hắn đào khác đại ca ngươi là mấy. Năm từ đó không ai khác chính là nhân vật ngày xưa được tôn là Bá Vương Thương ở trong học viện Già Nam, Liễu Kình. Liễu Phỉ kẻ cắn đôi môi đỏ mọng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xa xa, nơi thân hình được mọi người tôn sùng như là thần linh mà cũng bái kia, thần thái thoáng hiện lên một vẻ phức tạp khó đoán. Ai mà ngờ, người ngày xưa từng có ít nhiều xung khắc với nàng ở học viện là đạt tới trình độ như thế này. Ở những nơi khác trong liên minh, cũng có những ánh mắt đồng dạng nhìn chăm chú vào bóng người trên bầu trời cảm thán không thôi. Tiêu Viêm, bên ngoài màn lửa, đám cường giả của hồn tộc nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc nọ, trong nháy mắt kẻ nào kẻ nấy cũng đều giật mình kinh hãi. Hiển nhiên bọn họ không thể nghi ngờ, chỉ hơn nửa năm không gặp, Tiêu Viêm cư nhiên lại đạt tới tình trạng kinh khủng bố như vậy. Đấu đế, Hồn Thiên Đế đứng trên tòa sen máu, con ngươi đỏ rực trận trừng chấn động không thôi. Mãi một lúc sau lão cũng mới lẩm bẩm, làm sao có thể, làm sao có thể. Âm thanh thì thầm càng lúc càng nhỏ, đột ngột vẻ mặt của Hồn Thiên Đế trở nên vô cùng dữ tợn, gần như là gằn giọng gào lên như là sấm giữa trời quang. Không thể trách Hồn Thiên Đế quá là thức tố, bởi để đạt tới bước này không biết lão đã trả giá và nỗ lực đến mức nào. Nhưng khi lão thành công thì cũng là lúc trông thấy một kẻ khác đạt tới trình độ tương đương, điều này làm sao có thể thừa nhận một cách dễ dàng cho được. Hơn thế nữa, kẻ kia mới một năm về trước vỏn vẹn chỉ là một loại sâu bọ côn trùng trong mắt của lão, lật tay một cái là đè bẹp, không ngờ lại thoát xác ngoạn mục mà đạt tới đỉnh cao như vậy. Ha ha, đất trời này đâu phải chỉ có lão mới có thể trở thành đầu đế. Ngọn lửa tàn đi, người thanh niên áo đen xuất hiện, ngẩng đầu nhìn Hồn Thiên Đế đang tỏ ra bi phẫn mà không khỏi mỉm cười. Nguyên đôi tròng mắt đen thẫm ngày xưa giờ lấp lánh ánh sáng hữu thần, nhìn có vẻ ôn hòa và thâm thúy dị thường. Ngoài ra trên vầng trán của hắn xuất hiện một dấu ấn hình ngọn lửa vô cùng huyền lệ, mơ hồ trong đó phát ra những rung động hết sức đặc thù. Dưới những rung động đó, tốc độ của dung nham sâu trong lòng đất cũng nhanh chóng được đẩy cao. Tiêu Viêm yên lặng đứng trên bầu trời, toàn thân không chút lay động gì của đấu khí, dáng dấp có vẻ rất là bình thường, nhưng chỉ có những cường giả chân chính mới có thể cảm ứng được trong thân thể cao kỳ đó ẩn chứa lực lượng kinh khủng khó tưởng như thế nào. Lực lượng đó đủ để hủy trời diệt đất. Trên người ngươi có hơi thở của đà xá cổ đế, Hồn Thiên Đế dẫu sao cũng không phải là kẻ bình thường. Sau cơn chấn động, sắc máu trong con ngươi cũng lập tức được áp chế lặng yên. Lão đưa mắt âm trầm nhìn thật kỹ Tiêu Viêm, bất chợt nói một cách điềm nhiên, may mắn đạt được truyền thừa cổ đế mà thôi. Tiêu Viêm mỉm cười, hư vô thôn viêm, chết tiệt. Nghe vậy Hồn Thiên Đế nhìn không được mà giận run, chuyện truyền thừa của cổ đế nhất định là hư vô thôn viêm biết, nhưng tại sao vẫn không nói cho lão chứ? Tiêu Viêm lạnh lùng nhìn lão, rồi đưa mắt nhìn mặt đất nhấp nhô nước nẻ, cuối cùng vung tay lên, một vầng sáng huyễn lệ bay ra rơi xuống trên vết thương mà Trúc Khôn đã bị Hồn Thiên Đế đạp xuống lúc nãy. Ngay lập tức miệng vết thương khép lại cực nhanh. Thân thể vừa lành, thân hình khổng lồ của Trúc Khôn cũng cấp tốc khóa lại thân hình người, vẻ mặt vẫn có chút tái nhợt nhìn Tiêu Viêm cười khổ. Người cuối cùng cũng tới, chậm một chút nữa thôi thì tất cả mọi người ở đây cũng hẳn đã bị lão khốn kia giết sạch rồi. Trúc Khôn tiền bối cứ nghỉ ngơi một lúc đi, Tiêu Viêm nhu hòa nói. Tuy lời của Tiêu Viêm nói có vẻ rất là bình thản, nhưng Trúc Khôn vẫn mơ hồ cảm nhận được trong đó ẩn chứa một loại uy thế khác thường. Một loại uy thế như là vượt hẳn thiên địa này, mà giữ uy thế này, cho dù là lão cũng không thể không cúi đầu, lập tức cực nhẹ. Chúng ta sẽ phụ trách đại quân hồn tộc, Hồn Thiên Đế giao cho người đối phó. Đấu đế cũng chỉ có đấu đế mới có thể ứng phó được. Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu, đảo mắt nhìn xuống dưới, thấy liên quân tự thương vô số, hắn khẽ mỉm môi, xem ra Hồn Thiên Đế quả thật có ý muốn đuổi tận giết tuyệt rồi. Ra tay cũng thật là ngoan độc, để hoàn thành đan dược đế phẩm mà có thể tạo thành trận giết chóc oan nghiệt đến như vậy sao? Tiêu Viêm thì thầm, thắng làm thua, thua làm tạc, cần gì quan tâm tới quá trình. Hồn Thiên Đế cười lạnh nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, hôm nay là lúc song phương quyết chiến, nếu ngươi thất bại, liên quân kia đến gà chó ta cũng không tha, nhất định là thế. Còn nếu ngươi bại, hồn tộc của ta, ta cũng sẽ đuổi tận giết tuyệt. Tiêu Viêm thản nhiên ngắt lời, mối căm hận của hắn đối với hồn tộc đã ăn vào xương tủy, nếu có cơ hội mà nói, hắn quyết không giả nhân giả nghĩa, giết là giết. Ha ha, được lắm, vậy hôm nay hãy cho ta biết, rốt cuộc là hồn tộc ta mất hay là liên quân nhà ngươi bị diệt tuyệt đây?
Hồn Thiên Đế ngửa mặt lên trời cười, huyết khí ngập trời từ cơ thể cuồng bạo tuôn ra, trong nháy mắt đã hóa thành biển máu vô tận, ẩn chứa trong biển máu tràn ngập một loại lực lượng khiến cho người khác cũng cảm thấy vô cùng kinh khiếp. Tộc nhân Hồ tộc lui lại 1000 dặm, trong biển máu mênh mông, Hồn Thiên Đế lớn giọng quát lớn, nghe tiếng quát của lão, cường giả Hồn tộc vội vã lui về sau, đấu đế giao thủ, đủ để hủy thiên diệt địa, xui xẻo bị cuốn vào trong đó, coi như là đấu thành đỉnh phong cũng phải ngã xuống. Hơn nữa ai nấy cũng đều minh bạch, trận chiến giữa Tiêu Viêm và Hồn Thiên Đế sẽ là điểm mấu chốt quyết định thắng bại toàn cuộc. Tiêu Viêm, hôm nay là lúc bản đế phong đế, ngươi cần phải đánh một trận sao cho bản đế cảm thấy thật là thông khoái đó. Trong con ngươi đỏ rực của Hồn Thiên Đế, sắc máu lên trời, lão đứng giữa biển máu, hào khí xung thiên. Người này tuy thủ đoạn độc ác, nhưng cũng xứng danh nhân vật kiêu hùng một cõi. Trận chiến hôm nay nhất định phải có một người ngã xuống, một trận chiến toàn lực. Phụng bồi, trong mắt của Tiêu Viêm cũng phần lên ngọn lửa. Trận chiến này sẽ là trận đấu cao cấp nhất của toàn thể đại lục đấu khí trong 1 vạn năm lại đây. Bất luận thành bại, trận chiến này nhất định sẽ được lưu danh thiên cổ. Tới đây thì cũng tạm thời kết thúc nội dung của tập hôm nay rồi. Các bạn cũng đừng quên ấn like và đăng ký kênh của mình để nhận thông báo cho tập sau sớm nhất nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.